Ban dân vận huyện ủy Thoại Sơn vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở 9 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của huyện. Các cấp ủy đảng luôn quan tâm đến công tác dân vận, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo chỉ đạo, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp, hướng dẫn kiểm tra giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, động viên cán bộ đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vận động quỹ vì người nghèo, an sinh xã hội toàn huyện số tiền trên 19 tỷ đồng, quỹ phòng chống Covid-19 hơn 3 tỷ đồng, vận động cấp mới và sửa chữa 194 căn nhà đại đoàn kết.